Xin chào bạn Trọng, quay trở với tuần lĩnh Pro. Tôi sẽ giúp bạn là cách cài cái xe Play cho con máy nội Oppo nội địa Oppo A32 nhé. Đây, giới thiệu điện thoại Oppo A32. Với con này thì nó sẽ không có sẵn cái dịch vụ của Play. Ta sẽ chép cái file xe Play APK ở trên mạng, tải trên mạng về nhé. Các bạn tìm từ khóa xe Play APK về tổng tài loát về thẳng máy hoặc chép từ máy tính sang được. Các bạn vào cài đặt này, các bạn vào bảo mật này. Các bạn vào cài đặt ngồi không xác định, các bạn bật cái file của bạn lên nhé, trình quản lý tệp ấy, cho phép này, ok. Đấy. Ở đây các bạn vào cài đặt, xong vào quản lý ứng dụng, danh sách ứng dụng, đây nó có sẵn cái dịch vụ của Play rồi, thì các bạn chỉ cần tải cài cái file APK được nhé. Mình tiếp tục này, APK. Tôi sẽ cài cửa hàng Play. Tôi vừa cài về này. Nó scan này. Rồi ấn vào install. Bạn sau đó bạn đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập tài khoản sử dụng bình thường. Đơn này. Đó, sẽ cửa hàng Play này. Đó. Ok nhé, bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào tải thử một cái nhé. Đây, sau khi tôi cài xong tôi sẽ mở Facebook, YouTube các kiểu này. Cài đặt Facebook, YouTube đây. Oppo A32 nhé. Máy nội địa nhé. Thử vào YouTube đây. Đó, ok. Đó, vừa rồi mình vừa cho các bạn là cách cài xe Play Play cho con máy nội địa Oppo A32. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.